Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với One Piece song đấu. Hôm nay thì theo như lời của các anh em thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi One Piece. Có một bạn tên là Phi Khánh Dương, bạn bảo là Sanji vs 8 cô gái. Nhưng mà Sanji là một quý ông và không thể làm phụ nữ bị đau hoặc là rơi nước mắt. Thế nên là Sanji sẽ auto thua khi gặp đánh với gái. Thì mình sẽ chuyển qua kèo của bạn The Room. Chắc là The Zoom, chắc là thằng Zoro rồi. Zoro vs Shanks. Zoro đây, đánh với Shanks. Mình chuyển qua hai kèo đây nè. Zoro đánh với Shanks và Luffy đánh với Mihawk. Luffy, mình thích đánh Luffy này hơn. Rồi, bây giờ sẽ là Mihawk. À, Shanks quên. Shanks bên này có không? Đây Shanks à. Và Mihawk. いいだろう。いいじゃろう。 Chúng ta lên đường nào. Chúng ta tiến lên. Hit and run. やめとけカエルや。来い。 Let's go. Shanks đánh với Zoro. Hai kiếm sĩ. Wow. Zoro Shanks đã mở màn bằng cách chọc chết Zoro luôn. Không có lần thứ hai đâu Shanks ạ. Hai kiếm bóng. Phải tám kiếm. Ôi. Gì vậy ông? Phải tám kiếm. Đúng rồi. Chết tài Shanks. Oh no, tôi đã nửa máu rồi. Shanks mắc lừa rồi. Quá hay. Ê, tôi yêu AI. Thôi bình tĩnh nào. Trời đất ơi. Nhóc khỏe, à Shanks khỏe quá. Chọc chết Zoro luôn rồi. No. Không thể như thế được. Gì vậy Shanks chơi bẩn vậy? Momo no Gilligan. Bazooka. Gì nữa mẹ? Shanks chơi bẩn vậy? Shanks. Shanks khỏe thế. Trời ơi, Shanks cân 2 luôn. Trời ơi, Shanks thật là khỏe. Bố già vĩ đại thật. Mình đã khinh thường sức mạnh của Shanks quá. Lại nào. Chúng ta sẽ đánh lại. Zoro phục thù. Đúng rồi, chạy. Đúng rồi. Không ra được Otatsumaki à? Gì vậy? Chạy khó chịu cực ghê. Con lỗ Shanks khó chịu thật. Gì vậy ông nhói? Ông Shanks này. Ôi mình đánh thường là chết Shanks rồi. Tạm biệt Shanks. Sunset Sky. Quá hay luôn. Tuyệt chiêu lốc rồng kết hợp với Sunset tám thiên thế giới đã kết liễu được Shanks. Và bây giờ đến Mihawk. Sunset
cho mình xem. Quá hay. Ui, chết rồi. Chết rồi. Rồi bây giờ lấy Luffy vs Mihawk. Bây giờ tôi phản công nhé ông ơi. Ông đừng vớ vẩn nữa thôi. Bazooka! Bazooka! Mẹ. Gear second. Cô điên ông rồi đấy. Mihawk này. Tiến lên. Dead pistol. Ôi trời ơi. Sao lại thế? Nhớ khỏe vậy. Không thể tin đâu. Unbelievable. Yeah. Lại nào. Shank và Zoro. Giết. Ô tắc Zumaki. Sis. Không sao xem Sikai được ta. Chạy khỏe nhở? Mình đánh chạy cực kỳ yếu mà nó đánh chạy khỏe vậy. Nó ta dùng trưởng à? Chết rồi. Tạm biệt nha. Né ra thì hơi ấy nhưng mà không dùng được trưởng vì nó phòng thủ hoài luôn ấy. Thử với Mihawk coi. Phá vỡ sự phòng thủ. Đất mẹ ơi. Sanzenshikai không được. Trời ơi. Bạn nào biết cách phá phòng thủ của bọn này không? Cái chiêu hút hút ấy. Rồi, mình giết nhau vậy. Mihawk. Mihawk ulti rồi. Mihawk này. Rồi. Rocket. Death pistol. Yeah, quá chiến thắng rồi. Death to bazooka. Biệt hết rồi, sang số 3. Cú đấm khổng lồ. Đúng lục khổng lồ. Yeah, chúng ta thắng được rồi. Rồi bây giờ mình chuyển qua Shank với cả Mihawk. Shank. Mihawk. Himatsu. Wakatta. Đánh với Luffy. Được. Và Zoro. Ok, let's go.
Hey, Luffy. Cái đó mình cho Luffy đánh với à? Shanks rồi. Thôi kệ vậy. Red hair. Chọn nè. Tôi kiếm đi bộ của Shanks đâu nhỉ? Sơ kim đi bộ xanh không nhỉ? Tại sao làm được sơ kim bác, Ma Vương? Không, Red Hawk trượt đúng không ạ? Red Hawk trượt rồi. Có bị xanh khỏe phết kiểu, có cao tơ ấy. Đây rồi. Chuyện giữa Mihawk và à, Shanks và Zoro. Đây mình biết rồi. Chém mọi người. Quá hay Mihawk ạ. Nào Shanks ạ. Nó bắt chém mình ạ. Đừng cao tơ rồi mà. Thằng Zoro máy toàn chơi Hotu Joki thôi. Chết luôn rồi. Bây giờ Mihawk ra sân. Ngươi chuẩn bị đối đầu với sư phụ rồi Zoro ạ. Không thể ngăn cản ta đâu. Lên nào Mihawk. Tách mình được, ghê thật. Let's go. Chúng ta phải thất bại thôi. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, nhát chém mạnh nhất thế giới. Chặt mọi người. Giờ chết luôn. Quá tuyệt vời. Yeah. Chúng ta chiến thắng rồi, ok. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.